Thưa quý khán giả, biện pháp nào để kiểm soát hiệu quả bệnh đạo ôn lúa giai đoạn đẻ nhánh là nội dung chính được đề cập trong tiết mục Syngenta thông tin nông nghiệp kỳ này. Mở đầu như thường lệ là thông tin dự báo sâu bệnh. Tuần qua, tình hình sinh vật gây hại khu vực phía Nam đáng chú ý như sau. Trên cây lúa, bệnh đạo ôn lá, toàn vùng có hơn 8.700 hectare lúa bị nhiễm bệnh, giảm hơn 4.800 hectare so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10 đến 15%. Bệnh lem lép hạt, toàn vùng có hơn 4.600 hectare lúa bị nhiễm bệnh, giảm 241 hectare so với tuần trước, với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 đến 15%. Bệnh xuất hiện gây hại tại An Giang, Bạc Liêu, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An và Đồng Tháp. Bệnh bạc lá, diện tích nhiễm bệnh toàn vùng có hơn 6.600 hectare, tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10 đến 25%. Diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ toàn vùng hơn 3.500 hectare, một số sâu phổ biến từ 10 đến 25 con trên 1 mét vuông. Dự báo sinh vật gây hại và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ. Trên cây lúa, khuyến cáo thăm đồng, dẹp gốc lúa quan sát kỹ. Khi thấy rề tuổi 2 đến tuổi 3 xuất hiện với mật số hơn 3 con một tép, có thể sử dụng một trong các thuốc bảo vệ thực vật chống lột xác nằm trong danh mục thuốc được sử dụng tại Việt Nam để phun trừ. Cần thăm đồng thường xuyên, theo dõi diễn biến của bệnh hại trên lúa trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, ẩm độ cao như hiện nay. Chủ động phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông và lem lép hạt ở các ruộng đã nhiễm đạo ôn trước đó hoặc ruộng trồng giống nhiễm, gieo xạ dày, bón thừa phân đạm. Chú ý ốc bươu vàng gây hại trên trà lúa giai đoạn mạ đến đầu đẻ nhánh, chuột hại trên trà lúa giai đoạn đồng trổ đến chín. Thưa bà con và quý khán giả, bệnh đạo ôn sẽ gây thiệt hại nặng nếu không được phát hiện và phòng trị kịp thời. Vậy, ở giai đoạn lúa đẻ nhánh, biện pháp nào để phòng ngừa đạo ôn hiệu quả, tránh tổn thất năng suất lúa về sau? Cán bộ kỹ thuật của công ty Syngenta Việt Nam có những lưu ý như sau. Mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi. Kính thưa quý bà con, thì lúa đông xuân đang tập trung vào giai đoạn đẻ nhánh. Thì như thời tiết bất lợi như hiện nay thì bà con biết là bệnh đạo ôn sẽ phát triển nặng. Bà con biết là các giai đoạn mà đạo ôn xuất hiện nặng là ví dụ như giai đoạn mạ, đẻ nhánh, làm đồng, trước chỗ, sau chỗ. Nhưng đặc biệt đối với cái giai đoạn mà đẻ nhánh này á, là bệnh đạo ôn gây hại rất là nặng đối với đạo ôn lá. Thì để mà nhận dạng cũng như là bệnh đạo ôn thì bà con thứ nhất là giai đoạn lúc mà bà con bón phân đợt 2 đó, bà con nên bón phân cân đối. Thứ hai nữa là bà con mình nên thăm đồng thường xuyên. Thì bà con thấy trên đồng ruộng mình xuất hiện cái vết bệnh chấm kim, lúc này á, là chúng ta tiến hành phun ngừa cái bệnh đạo ôn. Cái lá lúa nó có cái dấu chấm kim là cái là mình xịt trị bệnh, còn ngừa bệnh thì khỏi cần. Thì tôi khoảng ba mấy ngày tôi là đem thuốc xịt rồi, là ngừa rồi. Thì tại sao giai đoạn này bà con mình nên phun ngừa? Tại vì cái dịch bệnh đạo ôn giai đoạn lúc mà lúa đẻ nhánh á, bà con mình ra ngoài ruộng thấy là trên đồng ruộng mình có vết bệnh chấm kim, thì bà con mình có thể là đưa lên ánh sáng mặt trời có một cái vết chấm sáng. Vì sao là phun giai đoạn lúc mà này thì là bào tử nấm nó dễ phát tán theo mưa gió, nó sẽ gây hại nặng hơn. Đối với giai đoạn đẻ nhánh này thường là đạo ôn dễ gây sụp mặt, nên là bà con mình nên phun ngừa. Thấy trên đồng ruộng mình có vết bệnh chấm kim là chúng ta tiến hành phun ngừa với Philia với liều lượng là 0,5 lít cho 1 hecta. Bà con mình đối với Philia thì với cơ chế vừa phòng vừa trị nên nó tiêu diệt triệt để các nấm bệnh cũng như là làm cho cái bào tử nấm nó khó hình thành cái ống mút, nên nó hạn chế vấn đề lây lan. Thường thường là chúng tôi xài ở đây dùng là Philia để xử lý đạo ôn á, thì là lúa khoảng cỡ 30 ngày ba mấy ngày xử lý là đợt đầu, rồi là sau khoảng mười mấy ngày, cỡ 40 ngày, 40 mấy ngày nữa xử lý đợt 2. Ngoài ra thì bà con mình còn cần lưu ý thêm là giai đoạn lúc mà đẻ nhánh này thường là trên đồng ruộng mình lúa bị đạo ôn thường kéo theo vi khuẩn, thì là chúng ta
để giải pháp tốt nhất thì bà con mình nên thăm đồng thường xuyên. Mình đừng cứ gãy phân nó thừa đạm không được, thừa quá thì nó cái lúa nó sẽ từ ở đây tôi gọi là lúa nó tải lá ra đó, nó phủ lá ra nhiều quá là không được. Từ là lá nó phải đứng hơi lên vậy này, nó mới cái lúa nó mới phát triển mạnh là nó không bệnh. Chúng tôi bao bón thường thường thì cái cử đó khoảng 10 kg cái đạm à, tối đa là 10 kg à, còn phải cộng thêm cái lân nữa. Với giải pháp này thì sẽ giúp bà con mình quản lý tốt cái đạo ôn trên đồng ruộng chúng ta. Cuối cùng chúc bà con mình vụ đông xuân thắng lợi cũng như là trúng mùa được giá.